Thưa quý vị và các bạn, sinh ra và lớn lên trong cái nôi văn hóa vùng Tây Nguyên, thuộc từng bậc cầu thang nhà dài đến những điệu chiêng rộn rã trong mùa ăn năm bốn tháng, cho nên mỗi sáng tác của họa sĩ trẻ người Ê Đê lại chứa đựng những nét sáng tạo riêng nhưng có chung một tình yêu đối với buôn làng quê hương nơi cha ông đã chôn nhau cắt rốn của mình. Sinh ra và lớn lên tại thành phố Buôn Ma Thuột, dù gia đình không có truyền thống làm nghệ thuật, nhưng ngay từ nhỏ, Y Lùe đã bộc lộ năng khiếu vẽ tranh. Anh quyết định theo học chuyên ngành hội họa để theo đuổi ước mơ. Y Lùe chọn buôn làng, văn hóa truyền thống là chủ đề cho các tác phẩm tranh của mình. Vì anh cảm nhận được từng nếp nhà dài, từng trang phục truyền thống hay phụ nữ Ê Đê bên khung dệt đang ít dần đi. Nếu không lưu giữ lại, thế hệ sau sẽ khó mà hình dung được. Và anh hy vọng những tác phẩm của mình sẽ phần nào lưu giữ được những ký ức đẹp về buôn làng, nơi mà mình đã sinh ra và lớn lên. Về cái cảnh sinh hoạt này, về người mẹ, người cha, cái cảnh đi làm nương rẫy này, cảnh sinh hoạt văn hóa cùng chiêng, sinh hoạt lễ hội chẳng hạn, tạo cho tôi được cái cảm xúc rất mãnh liệt. Nhờ lợi thế tuổi trẻ, họa sĩ Y Búi Nia Cơ Đăm luôn xông xáo, đi thực tế và chắt lọc những gì hay nhất, cảm xúc nhất để vẽ lên các tác phẩm, truyền tải thông điệp về vẻ đẹp của Tây Nguyên. Những hình ảnh quen thuộc gắn bó từ thời ấu thơ đã được anh đưa vào trong tranh bằng gam màu vàng ấm, nóng, gây ấn tượng với người xem. Ngoài thể hiện nét đẹp của cuộc sống trong tranh, anh còn muốn truyền tải thông điệp về bảo tồn văn hóa truyền thống của dân tộc đến với công chúng. Suy nghĩ là muốn giữ lại cái nét xưa với lại từng cái bếp củi, từng cái trái bắp, trái ngô, trái bầu, từng cái ché mà đã bị mất đi. Mình muốn thể hiện lại cho qua hình ảnh, vẽ lại để mọi người để thấy lại cái hồi xưa mà ông cha đã xây dựng như thế nào và đã làm nên được cái điều đó. Mà bây giờ thì cái điều đó nó dần mất đi rồi, thật đáng tiếc, nhưng mà vẫn còn cơ hội để mà mình lưu giữ lại cái nét đó. Đây là cái vốn quý của Đắk Lắk mình, một vốn rất là quý luôn. Những người làm nghệ thuật đi trước như chúng tôi rất yêu thương và trân trọng những tác giả trẻ và có một cái năng lượng sáng tạo mà rất là tốt như các em này, cho nên đây là những cái mình phải cầm nâng niu và ngày càng mong muốn có sự nhiều hơn những cái tác phẩm của các đồng bào dân tộc bản địa ở đây. Với sự nỗ lực cố gắng, các tác phẩm do anh sáng tác đã được trưng bày tại các triển lãm. Một số tác phẩm đã đoạt các giải thưởng và được các nhà sưu tập trong và ngoài nước tìm đến để giao lưu. Hy vọng là với sự sáng tạo của các họa sĩ trẻ người Ê Đê sẽ mang đến cho công chúng yêu mỹ thuật nhiều hơn nữa những tác phẩm hội họa đặc sắc về vùng đất, về con người và nét văn hóa đặc trưng riêng của Tây Nguyên.